Tháng 8 năm 2020, Toyota đưa mẫu xe gầm cao cỡ B mang tên Corolla Cross về phân phối tại Việt Nam và gần như ngay lập tức trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong vài năm liền. Ở thời điểm đó, Toyota Corolla Cross được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản là G, V và HV với mức giá niêm yết dao động từ 720 đến 918 triệu. Sau 3 năm lăn bánh, những chiếc Toyota Corolla Cross bản nhập Thái đang được giao bán trong khoảng giá hơn 600 triệu tùy vào tình trạng xe. Mới đây, trên một diễn đàn xe cũ, một chiếc Toyota Corolla Cross 2021 màu đỏ bản G đang được giao bán với giá sấp xỉ 700 triệu đồng. Đáng chú ý, dù đã lăn bánh 3 năm nhưng chiếc xe mới chỉ di chuyển khoảng 2 vạn km. Đây được xem là mức di chuyển khá hợp lý dành cho những ai đang tìm kiếm mẫu xe cho gia đình, với mức kinh phí khiêm tốn. Ở thời điểm 2021, xe có giá niêm yết 720 triệu. Chi phí để lăn bánh rơi rào 830 triệu. Như vậy chiếc xe mới chỉ khấu hao chưa đầy 200 triệu sau 3 năm sử dụng. Corolla Cross G mang một diện mạo hiện đại và trẻ trung, đáp ứng với thị hiếu của những khách hàng trẻ năng động, khác biệt với các mẫu xe hiện tại của Toyota. Phần đầu xe thiết kế mạnh mẽ và liền mạch, được nhấn mạnh bởi cụm lưới tản nhiệt tạo hình 3D nổi khối cùng cản trước vuốt ngược lên hầm hố. Phần thân xe là sự nổi bật của bộ mâm hợp kim màu kích thước 17 in, cùng bộ lốp hàng hiệu Michelin. Bốn hộp bánh xe được ốp nhựa đen nhám tạo cảm giác cơ bắp hơn cho mẫu crossover mới của Toyota. Nền tảng khung gầm TNGA mới của Toyota đã được áp dụng lên tất cả các mẫu xe thế hệ mới nhất của thương hiệu và Corolla Cross cũng vậy. TNGA hướng đến các yếu tố cải thiện tầm nhìn, độ ổn định và sự linh hoạt của chiếc xe. Nội thất của Corolla Cross, bản G được bọc da cao cấp với tông màu đen huyền bí hoặc đỏ đun, khu vực ghế lái được điều chỉnh điện 8 hướng cùng, thiết kế ghế ngồi kiểu thể thao ôm lưng. Vô lăng của xe thiết kế 3 chấu, được bọc da cao cấp giống với mẫu xe Toyota Camry, thế hệ mới và được tích hợp rất nhiều phím bấm rảnh tay như ga tự động Cruise Control, đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói. Khối động cơ trên Corolla Cross bản G được tích hợp các công nghệ Dual VVTi, ACES giúp vận hành êm ái, tăng tốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 1.8 sản sinh công suất 138 mã lực mô men xoắn cực đại 172 Nm,